một bên vòi trứng, vòi còn lại thông. Cũng khó đấy, nhưng mà éo le ở chỗ đấy là cái vòi thông ấy thì buồng trứng lại bị lạc nội mạc. Cứ động đến cái lạc nội mạc ấy là khó rồi nhá. Anh bảo là trường hợp của em khá là khó đấy, thôi mình cứ cố gắng vậy. Nhưng mà theo mẹ Rofi hơn một tháng đậu luôn, phải gọi là quá may mắn luôn, bởi vì còn mỗi một bên vòi trứng mà, thì cái xác suất mà rụng trứng ở bên vòi thông ấy nó đã thấp hơn rồi đấy. Theo hơn một tháng đậu luôn. Bạn ấy bảo là em thử hai vạch xong là em run quá không nấu được cơm, chắc là kiểu chân tay bủn rủn rồi, tay run run rồi không nấu được cơm luôn. Chúc các mẹ mà cũng đang bị tắc một vòi trứng hay là lạc nội mạc ấy sớm có tin vui may mắn như này nhá.